Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả One Way. Chắc hẳn như anh em ở đây đã quá quen với việc quẩy Yasuo tung trời tại Summoner Rift hay múa Ember Spirit chém chém lướt lướt ở trong Dota 2 rồi. Nhưng một ngày anh em cảm thấy việc chặt chém trong những tựa game MOBA là không đủ, anh em cần một thứ gì đó nó dữ dội hơn, nó đã tay hơn và dồn dập đến mức khiến anh em phải phá nát chiếc bàn phím của mình với những combo mỹ miều và hiếu mãn nhãn. Đừng lo, những tựa game thuộc thể loại hack and slash sẽ thỏa mãn cho cơn khát máu này của anh em. Vậy hack and slash thực ra là dòng game gì và đâu là những tựa game anh em nên trải nghiệm? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video nhé. Hack and slash hay slash and map là cụm từ để chỉ một dòng game có lối chơi nhấn mạnh đến tính chiến đấu và sử dụng vũ khí cận chiến như là kiếm hoặc đao, hay đôi khi là cả súng lục được sử dụng như một vũ khí hỗ trợ. Đây là một thể loại phụ của dòng game beat 'em up, là một dòng game tập trung vào việc chiến đấu cận chiến. Thuật ngữ hack and slash có nguồn gốc từ những trò chơi nhập vai trên bàn sử dụng giấy và bút, tiêu biểu như tựa game Dungeon and Dragon, với lối chơi đặc trưng là chiến đấu không ngừng để đánh bại quái vật, nhận điểm kinh nghiệm, kho báu và dùng chúng để tăng sức mạnh cho nhân vật, chứ không quá tập trung vào phần cốt truyện hay những mục tiêu quan trọng khác. Để mà nói đối với hack and slash game thì sức mạnh và kỹ năng chiến đấu là tất cả, những thứ khác có hay không không quan trọng. Và bắt đầu từ thế kỷ 21, các bài báo về lĩnh vực trò chơi điện tử bắt đầu thường xuyên hơn sử dụng cái thuật ngữ hack and slash để chỉ một loại game hành động cận chiến riêng biệt với đồ họa 3D ở góc nhìn thứ ba, thường là từ đằng sau lưng của nhân vật. Phân nhóm này đôi khi được gọi là trò chơi hành động đặc trưng hoặc stylish action game, đã được định hình bởi tác giả Kamiya Hideki, tác giả của hai tựa game hack and slash cực kỳ đình đám mà sắp tới mình sẽ nói ở phần sau của video. Tựa game đầu tiên mình muốn đem đến cho các bạn ngày hôm nay chính là Sekiro Shall Die Twice. Sekiro Shall Die Twice là tựa game nói về chuyến hành trình đi giải cứu chủ nhân của Shinobi Wolf với một thanh kiếm và cánh tay máy được thiết kế đặc biệt với rất nhiều công năng chiến đấu đa dạng. Nghe giống với thanh niên đâm cha chém chú tên N nào đó phết nhở. Tuy đều cùng là gà, nhà From Software, nhưng khi so sánh với các series game show thì cơ chế chiến đấu của Sekiro có rất nhiều điểm khác biệt. Không còn cơ chế giảm sự linh hoạt của nhân vật lúc nhào lộn hay là di chuyển khi bạn mang theo quá nhiều trang bị bên mình nữa. Giờ đây, bạn đã có thể tự do lướt nhảy hay né đòn một cách rất linh hoạt, từ đó chiến đấu với tốc độ cao mà không phải lo lắng về trọng lượng nặng nề của bản thân. Không những thế, cánh tay máy còn cho phép bạn đu lên những vị trí cao và bay nhảy rất tự do, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một cảm giác chơi game chưa từng có ở những dòng game show trước kia. Thêm nữa, game còn sử dụng một cơ chế chiến đấu hoàn toàn mới, đó là Tank Poacher. Thanh này sẽ tồn tại ở cả bản thân và kẻ thù, và khi bất kỳ ai đỡ đòn, Tank Poacher đầy lên. Ở thời điểm nó tăng đến tối đa, kẻ thù sẽ không thể đỡ đòn được nữa và để lộ ra điểm yếu. Lúc này, bạn chỉ cần một click chuột để tung ra những đòn kết liễu cực kỳ đá tay và mãn nhãn. Nhưng cũng hãy cẩn thận vì khi Tank Poacher của bản thân đầy, bạn cũng sẽ không thể né được những nhát chém của đối phương đâu. Với thành công vang dội tại lễ trao giải The Game Awards khi mang về danh hiệu Game of the Year năm 2019, anh em cứ tưởng tượng là cái giải này nó ngang với Oscar trong giới điện ảnh là được, thì trải nghiệm hoa sơ luận kiếm với Sekiro Shall Die Twice chắc chắn sẽ khiến anh em đắm chìm tới mức những tiếng sắt và thép chạm nhau sẽ là những thứ duy nhất anh em có thể mơ thấy được đó. Bayonetta 2. Nếu để mà nói thì mình cam đoan đây sẽ là một tựa game mà tất cả các anh em con trai đều rất ưa thích, chứ không riêng gì những fan của dòng game hành động chặt chém khi chúng ta có một nhân vật chính quá ư là nóng bỏng ở đây. Bayonetta là tựa game được ra đời ngay sau khi Kamiya Hideki vừa dứt áo rời khỏi Capcom. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2009 cho hai hệ máy Xbox 360 và PlayStation 3, sau đó được phát hành lại trên hệ máy Wii U của Nintendo vào năm 2014, cùng thời điểm ra mắt với Bayonetta 2. Cho đến tận bây giờ, khi đã sắp ra mắt đến Bayonetta 3 thì chỉ có mỗi phần 1 của dòng game là được port lên cho PC. Còn nếu muốn trải nghiệm cả hai phần sau thì bạn bắt buộc phải có cho mình một chiếc Nintendo Switch. Độ quyến rũ đến chết người của Bayonetta không gì khác chính là sự mềm mại và uyển chuyển trong những đường cong trong những kỹ năng chiến đấu đầy mãn nhãn và sáng tạo được thiết kế cho nàng bướm. Các tư thế tung chiều Bayonetta cực kỳ đa dạng, đủ mọi loại tư thế để chiều theo sở thích của những anh em khó chiều nhất. Hệ thống chiến đấu trong Bayonetta là rất có chiều sâu khi sở hữu bộ skill đa dạng có thể kết hợp rất nhiều cách thức chiến đấu khác nhau, từ đó tạo ra loạt combo mãn nhãn của riêng bạn. Tuy nhiên, điểm trừ nhỏ nhỏ của game là Bayonetta sở hữu một câu chuyện có điểm nhấn nhưng chưa thật sự ấn tượng. Điều này cũng không phải là quá ngạc nhiên khi từ trước đến nay dòng hack and slash thường sẽ chỉ tập trung vào cơ chế chiến đấu chứ không cần quá cho chuốt nhiều về cốt truyện. Tựa game tiếp theo mình muốn đề cập đến trong video ngày hôm nay sẽ có phần đặc biệt hơn đôi chút vì đó là một tựa game độc lập hay gọi là game indie. Tuy là một game không có kinh phí quá lớn như những tựa game AAA thông thường, nhưng con game này đã hoàn toàn hạ gục được những ứng cử viên được đề cử để giành lấy danh hiệu game hành động xuất sắc nhất năm 2018. Các bạn đoán đúng rồi đấy, đó chính là Hades.
Câu chuyện của game kể về hành trình bỏ nhà ra đi của hoàng tử địa ngục Zaris, con trai của vị thần cai quản địa ngục Hades. Zaris vì không thích cuộc sống tại địa ngục nên anh đã quyết tâm trốn thoát khỏi nơi này, tìm đường lên mặt đất đến đỉnh Olympus. Thần Hades tuy không phản đối nhưng vẫn làm khó anh bằng cách ra lệnh các thủ hạ ngăn chặn trên đường đi với hy vọng anh sẽ nản và bỏ cuộc. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là cuộc chiến tranh lạnh của một người cha già đã bất lực với việc dạy bảo cậu con trai mới lớn nông nổi nên đành cho cậu ra đời, à nhầm ra địa ngục một chút để cho xã hội dạy dỗ hộ mình. Nhưng nói gì đi nữa thì đây vẫn là một tựa game hành động hay nhất của năm, nên điều tối quan trọng chúng ta nên nói về con game này chắc chắn phải là gameplay chứ nhỉ. Gameplay của Hades có thể nói là thuộc vào dòng game roguelike. Một tựa game để được gọi là một game roguelike thì cần có 3 yếu tố tiên quyết cần phải sở hữu. Đầu tiên là sự ngẫu nhiên trong các màn chơi. Sau mỗi lần chơi mới, mỗi lần trải nghiệm ở người chơi sẽ là một lần chơi độc nhất vô nhị với bản đồ và hệ thống đường đi được thiết kế lại. Tiếp theo là cái chết vĩnh viễn. Cơ chế này sẽ bắt bạn chơi lại từ đầu cả màn chơi với một bản đồ mới được thiết kế lại hoàn toàn. Nút save game sẽ chỉ có tác dụng khi bạn dừng chơi và tắt game, chứ không hề áp dụng khi bạn chết. Và điều kiện thứ ba, đó phải là một tựa game RPG hay game hành động nhập vai. Nói cách khác, mỗi lần bạn chơi lại từ đầu là sẽ có một tiến triển và những thứ mới để khám phá. Nếu bạn cầm một game drama tình cảm gia đình, người anh em tương tàn đâm chém nhau, mãi mới đẻ ra được thằng con nhìn sáng sủa thì nó cũng lại bắt đầu cầm kiếm xiên cả chú và cha, thì hãy đến với Devil May Cry 5. Đây là tựa game thứ 6 trong cả loạt game, đồng thời cũng là phần 5 của mạch game chính. DMC 5 đã bay màu 3,1 triệu bản chỉ trong vòng 1 tháng sau khi nó ra mắt và trở thành tựa game thành công nhất về mặt doanh số trong cả series. Nhưng mỗi tiền thôi là chưa đủ. Sau sự đón nhận tích cực từ người dùng và những lời khen có cánh của giới phê bình, DMC 5 đã thừa thắng xông lên và mang về cho Ninja Theory danh hiệu game hành động hay nhất năm 2019. Đây là dòng game có chiều sâu về cơ chế chiến đấu nhất khi đặt lên bàn cân với những tựa game cùng thể loại. Sở hữu nền đồ họa được phát triển thông qua Re-Engine, Capcom đã mang tới cho chúng ta một Devil May Cry với hình hài khác lạ, đẹp mắt và chân thực hơn rất nhiều so với những phiên bản trước, với dàn nhân vật được dựng hình hoàn toàn mới bởi những gương mặt toàn là của những trai xinh gái đẹp nổi tiếng. Từng nhân vật trong game đều sở hữu cho mình những chiêu thức và phong cách chiến đấu cực kỳ đa dạng, và việc của người chơi là nối những điểm liên kết trong từng chiêu thức lại với nhau để tạo ra một dãy combo dài và đẹp mắt theo phong cách của riêng bản thân. Bên cạnh đó, nhạc nền của game cũng là một điểm cực kỳ ăn tiền, thì Capcom đã bắt tay cùng các bên làm nhạc có chuyên môn để tạo ra những soundtrack cực kỳ kích thích khi anh em chuẩn bị bước vào một cuộc chiến. Mình đã liên tục nổi da gà mỗi lần âm thanh của ca khúc Devil Trigger vang lên khi chơi nhân vật Nero. Hay gần đây nhất là việc mình replay liên tục bài nhạc nền của Virgil là Beery The Line ngay cả lúc đang trải nghiệm những tựa game khác. Và để gói gọn những cảm xúc của những người đã yêu thích và chơi qua là game Devil May Cry thì mình nghĩ chỉ có thể sử dụng một câu, đó là siêu hào nhoáng và siêu ngầu. Qua video, hy vọng các bạn đã có một cái nhìn sơ bộ về dòng game Hack and Slash này. Một dòng game mà sẽ mang tới cho các bạn một cái trải nghiệm nhập vai hành động thuần túy mà những tựa game online bây giờ hiếm mà có thể đáp ứng được cho bạn. Và video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau của Runway nhé. Runway là một chương trình đã được cho ngày 30/1/5 chỉ duy nhất từ khung giờ 17h đến 22h tại các cửa hàng của Runway. Anh em có thể có những sản phẩm như là MacBook, điện thoại và máy tính, các thiết bị nhà thông minh với mức giá cực kỳ ưu đãi giảm tới tận 5 triệu đồng chỉ duy nhất ngày 27/4 thôi anh em nhé. Ngày 27/4 tại Runway nha.